Hello, xin chào mọi người. Mình là Ngọc. Còn mình là Nga. Hôm nay là tuần lễ vàng ở bên Nhật Bản. Bọn mình sẽ đi chuyến đi 2 ngày 1 đêm từ Nagoya xuống Osaka. Hiện tại thì mình đang đứng ở đây là ga Nagoya. Hôm nay mình đi Shinkansen nhá. Một con lươn ở Nhật Bản rất là dài. Con lươn quái vật từ Nhật Bản. Nhanh 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 lấy chỗ ngồi. Bọn mình vừa mới xuống tàu, đã đặt chân đến vùng đất Osaka. Bây giờ bọn mình sẽ đi tới địa điểm ngày đầu tiên của bọn mình tới, đó chính là Chợ Kudomon ở Nam Bà. rồi đi nhá. Let's go. Đây, mình đang tiến vào chợ Kudomon đây. Cái chợ này thì theo như mình tìm hiểu trên mạng thì nó có lịch sử là hơn 150 năm rồi mọi người ạ, với gần 200 cửa hàng nổi tiếng là các cửa hàng bán kiểu hải sản đấy. Để xem là ui Bao nhiêu tiền? 4 sen một cây này. cua hoàng đế to nhỉ, để À xem đây nào, à. 20, 40, 50, 50 phân 2 người ăn cái này là đủ luôn. đủ thoải mái, Thì được đấy nhỉ, người yêu nhỉ. Giờ mới cảm nhận được gọi là cái review ở trên mạng nó khủng khiếp như nào mọi người ạ. Đến đây thì lúc đầu mới vào thì không hề có gì đâu, vào sâu bên trong thì mới thấy rất là nhiều đồ. Tối nay mình sẽ thưởng thức. Ui bên này cũng có nhiều lắm này. Con gì đấy, không biết luôn. Đi đi, ấy vào cái lắp đâu rồi. Không biết. Này barbecue. Đấy, con này là con. Đây là con ốc ngoa vòi voi. Ui con này to vãi nhỉ. Wow. À con ấy của mình kìa người yêu. Con tôm hùm bộ. Alaska kìa, xem bao tiền. 4 sen 2 kìa. Bé nữa. Hay đang lại lấy. Chắc là cũng tầm mình, à không, bé hơn mình một tí. Đây, đặc sản của chợ Kudomon là ngoài những đồ ăn ra, hải sản ra thì là cái đèn lồng to đùng này người mọi người ạ. Rất là nhiều cái đèn lồng to đùng mình. Bây giờ bọn mình đang đi tìm xem là quán nào nó vừa ít người lại vừa ngon. Nhưng mà chắc là quán ngon thì mọi người đứng xếp hàng đông kín hết rồi. Tất cả. Mình sẽ đi tìm xem quán nào hợp lý để ngồi vào ăn bữa trưa nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái set tô này có càng cua với tôm, mình ăn thử nhá. Mình ăn thử ở đây nhá. Ăn Ok. loại 7 sen nào. À, ăn cái này nhá. Có cái tăng. Hai. Hello. Lên. Mình chọn xong món rồi, bây giờ người ta bảo là vào trong này ngồi đã. Người ta nướng xong người ta sẽ mang vào. Ngồi đây. Ta sẽ cho vào cái lò này trước. Chắc là để cho nó nóng nóng ấm ấm một tí. Chắc tới gì? Arigato. Mày đang Nếu người ta dùng cái này để nướng mọi người ạ. Bên dưới cũng có lửa, bên trên người ta khò. Thế là xong rồi. Hình như đây là sách của tụi mình hay sao ấy. Đây, đây này, đĩa vào mình đây. Có kèm nước chấm này. Hình như mình nghĩ đây là 2 bát nước mắm à. Phải nước mắm nhỉ? Nước Còn chấm. bên giữa, ở giữa là cái Chắc là nước... kiểu mayonnaise gì đó. Đúng rồi. Bây giờ cùng thưởng thức của mình nhá. Mắm. Ngon
tay được. Tay này là không phải bẩn đâu, tay này là bụi tha bụi bụi vỏ đấy. Cho mấy ăn, cho Đỗ Ngọc ăn. Vừa ăn hết một suất tôm nướng, cua nướng. Bây giờ mày xem à? bây giờ Ngọc Phạm thích ăn gì? Thì tìm hàu nhá, hàu lướng nhá. Vâng ạ, ăn hàu lướng. Mình chỉ cần giơ tay thôi mọi người ạ. Là người ta hay. Hai. Prefutatsu. Hai. Iko. Mukuko. Kare. Hai, Iko. Owari desu. Mình gọi món xong á, là người ta viết hóa đơn luôn, trả tiền luôn. Chắc là trả tiền xong rồi người ta bảo mình vào quán nhỉ. Xong rồi mình ăn xong mình tự đi về. Sau khi lấp khoảng 80% trước bụng thì bây giờ chúng mình sẽ bye bye chợ Kurumon và di chuyển đến khu suối nước nóng Soniwa Onsen, lớn nhất Nhật Bản, và theo như mình tìm hiểu nó còn là lớn nhất thế giới nữa, với diện tích là khoảng 16.000 m2. Vâng, và địa điểm mình đã đứng ở đây, đã đến ở đây, đó chính là Soniwa Onsen. Chào mừng các bạn đến với Soniwa Onsen. Chỗ này, khu này rất là rộng mọi người ạ. Camera đi. Phải đi thang quấn xuống. Ở đây nó là một cái trung tâm mua sắm luôn ấy. Osaka Bay Tower luôn. Ở đây này, đây chứ nhở. Lần đầu hơi bỡ ngỡ. Mở từ 11 giờ trưa đến 11 giờ đêm. Bây giờ là mấy giờ? 12 giờ. 12, 11 rưỡi. Mình đi vào nhá. Xịt khử khuẩn. Mọi người đo cái ấy luôn điểm 35 độ 7. Không sốt nha, nói không với corona nha. Mình sẽ Ngọc có người thấy mùi gì không? Thơm. Thế mà bảo không thông thơm cũng thơm. Xong nhớ lại quay cây chuối hột này lên. Toàn là những cái nhà cụ gọi là truyền thống ấy nhỉ. Đầu tiên là mình sẽ đi vào đây. Đây mình sẽ đây là một đôi, lấy cái tủ nào, hai cái tủ gần nhau đi. Đây. Giày của Đỗ Ngọc to quá. Bọn này làm tủ tiết kiệm thật. Vào vào, đây này đeo vào tay nhá. Đây. Thôi. Đúng rồi, nó phải thay ra mà nè. Hai đứa mình thì chơi đủ trong túi này nhỉ? Túi là vừa nhỉ?
cái gì cũng được luôn. Đâu một người một cái khăn kia với một cái khăn này thì là hai người thì là hai cái đúng không? Nào như con tàng yêu. Yêu hãy chọn cho em một bộ đi nào. Yêu cho màu hồng này. Màu hồng này á? Sai mờ luôn. Sai có ở đâu người yêu? Đây, sai mờ đây. Đây à? Vâng. Ok. Đúng không? Đúng không? Thì sao? Ô, cái này có cả obi nữa người yêu ạ. Obi màu gì người yêu? Obi màu... đấy màu hồng. Màu hồng màu đỏ á? Đó, vàng, vàng. Đây có màu hồng luôn này. Đấy, màu hồng luôn. Màu hồng luôn á? Thật á? Bây vừa mới cơm OC xong mọi người ạ. Thưởng thức đặc sản của Nhật Bản. Lần đầu đi tắm cái khỏa thân tắm tiên vào OC tắm lần đầu tiên luôn mọi người. Thích lắm. Toàn siêu phẩm thôi. Toàn siêu phẩm thôi, à. Mình cũng toàn cực phẩm thôi. Bây giờ vừa tắm xong rồi giờ mình đi ăn. Đây, có ăn mọi người đây. Mặc yukata ngồi ăn như người Nhật luôn. Xịn ạ. Đi. Đồ ăn của mình vừa ra mọi người ạ. Cái set này là 3 sen mốt đúng không Ngọc? Xem trong người có cái gì nào. Kiểu lẩu à? Wow, cũng có một miếng thịt bò nha. Có rau. Cái này thì người ta không cho nước đâu. Nó tự chảy ra mà. Nó tự chảy ra, rau nó tự chảy ra, đậu thịt nó tự chảy ra. Và này có cái gì? Đầu tiên là cơm trắng. Cơm trắng thì phải đi cùng với miso. Miso này là đặc sản của Nhật luôn ấy. Tí nữa thử mình thì ăn xem là vị nó có khác miso à. Siêu thị mình hay ăn không? Đây có cái gì nhỉ? Gọi là đồ ăn kèm kiểu dưa góp các thứ ấy, chắc là chua chua chua. Cái này ở bên tổ ở công ty mình cũng hay ăn nhưng mà mình cũng không biết nó gọi là cái gì. Cái này cũng thế, mấy cái món này kiểu toàn là ăn kèm thế. Kia có thấy miếng mực này. Bạch tuộc. Bạch tuộc này. Ừ, mấy cái gì, nhồi cái gì nào ấy. Ờ. Đây trứng này. Trứng. Trứng ở bên Nhật người ta rất là hay ăn cái kiểu đánh thật là gọi là gì? Nhuyễn. Nhuyễn là gọi là đánh. Đây là cái gì đây? Đây á? Đây không biết luôn. Tí phải ăn xem có biết ở không? Đây có sashimi này, món trứng này. Món trứng hay sao? Nhìn đẹp nhở? Sashimi. Có một con tôm. Kia là cá gì nhỉ? Không biết. Đi ạ, có cái kèm ăn kèm theo mù tạt. Rau kia ăn trang trí. Một trứng sống. Như đây là có bánh gì ấy. Đây, cái này là tempura. Ừ, cái này là củ sen. Củ sen. Cái này thì mì cái mình gì. Mình không biết là cái set này có cơm thì lại thêm một bát cơm nữa. Thế là ra khẳng phải ăn. Thế là phải ăn cơm cùng mình khi gặp tóc nha. Để chết thì nó bảo lấy con nào. Bạn chó biểu. Không ăn được sống thì chả ăn chín. Nga Phạm lấy cái sashimi cho vào lòng. Không ăn được sống rồi đúng không? Đấy. Thôi Ngọc ăn được mỡ đâu. Đấy, giết thì rốt hết tay người ta rồi. Ăn cơm chan nước mắt. Ăn cơm chan canh nước mắt.
Nước ngon quá. Ăn cảm giác có tươi hơn. Dạ. Rất thích gần nghe em. Đẹp. Ngon. Ngon thật. Thuấn. Hả? Đẹp. Thật không? Ngon thật không? Thật. Không ngon thì ăn đậm. Đây. Nhiều lần rồi ạ. Sang Nhật 4 năm rồi, một mình không ăn được bữa sống. Anh kiểu cảm giác nó... Mình cứ nghĩ nó là đồ sống ấy. Nó cứ ghê ghê còn gì ấy. Chẳng hiểu lỗi của cảm ơn. Có ngon nhỉ? Ừ. Có ngon thật. Cái... Nhiều mình coi là có cái gì ấy. Có nghĩ ăn đi. Cái lẩu này ở bên Nhật đấy, đặc trưng cái lẩu này, cái nước lẩu của nó rất là ngon luôn. Ngon thực sự. À, vậy là bọn mình đã đi hết cái suối nước nóng lớn nhất Nhật Bản này. Mấy giờ? 3 rưỡi. Mình vào lúc mấy giờ nhỉ? Vào đây lúc 1 rưỡi thôi. À không, lúc 12 rưỡi. 12 rưỡi? À. 12 rưỡi, 1 rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi. 3 tiếng. 3 tiếng mới đi hết chỗ này. À chưa đi hết. Chưa đi còn hết. Mấy cái chỗ sông hơi ấy chưa vào. Sông hơi vào rồi. À, vào rồi à? Vào rồi. Vào sông hơi choáng váng luôn mọi người ạ. Không thể nào mà chịu đựng được cái áp suất, cái nhiệt độ ở trong đấy. Kinh khủng lắm. Thôi bây giờ bọn mình xin chào tạm biệt suối nước nóng này. Bọn mình sẽ trở về khách sạn ở Lam Bà để nghỉ ngơi. À để buổi tối nay đi quẩy tiếp ở Lam Bà. Quẩy Lam Bà. Xong rồi tối nay mình sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn đấy. Mai mình sẽ qua Kobe. Qua Kobe có được ăn thịt bò Kobe không? Không.